Chiêng pin nọc hạc sườn, cuồng pưng pì cải ma, đẩy luông vùng trà họt, khòng tảng, cánh hân mương, hội nông dân chủ cấp cuồng tình có từng sàn mà bè hàn hanh, cá tổ chức, cánh phủn luông, xệt việt lác đi, cượt bền bón bằng cày mặt nà, khòng hội phiền nông dân, cuồng mà bè xe sườn, làm hai xỉa ướt xác cát cung. Tỏ sức chương trình phân hỷ, xung khỏi sò chiến sú bò mẹ pin hồng, chu ổ tô, tỏ luông ép vào, bòm cắp bò hai mẹ na, gión cát cung mặt nà, mây pin hồng bòm bằng phăng. Trên biển nòng cuồng tương vị cà ma mà vía gión cạn cung mặn nà lân đầy tỉnh sờ là nhàn xanh lò bóng vía cần hà cuồng mà pe dê dần đánh là bản mương đó luôn chóng anh khỏng cá chuông chính trị luôn trong hạp khỏng mũ lại côn nà vía là lên rìa cạn cung khỏng tỉnh sờ là co cứ để lại lăng đỉ chọc ngam số chuân cạn gión bé giảm xếp xí phân hỏi bị sóng pan xếp hà lông nhang xếp bét phải hốc phân hỏi bị sóng pan bé sao bàn tăng bày gión giảm phân hỏi mỏi bì tổ số nỉ hàng hình luôn chóng hanh quyết trở khượt khẩn khỏng bưng cho ngăn cặt lọt nừng cuồng bức khủ xuất tí cần hà lò bùn tánh chính sách gión hở chân cặt lợp tăn chọc ngam bỏng cắp nằn lò luông dệt đắc ngon luôn trong hạp bỏng bưng khỏng chùa địa phường đơn vị các mũ đoàn thể neo nằn các hội nông dân sở là tổ chức nừng mi hội viện lại côn cỏ mi luông dệt dương sư phải bỏng cắp bò dệt mẹ dườn cuồng gión cả cung bóng Việt nỉ chia đẩy sổ sảm cuồng bằng ổ tô mưa nỉ trong hợp chương trình Minh Lung Bạc Cam Quyền phó chủ tịch hội nông dân tỉnh Sơn La Lung La Văn nói hội viên nông dân bản Muôn xã Mương Sải huyện Quỳnh Nhai Lung Lương Văn Thoàn hội viên nông dân bản Trọ Phẳng xã Chiêng Phả huyện Thuận Châu sò giòn ơn khét mây dòm giàn chơ trong hợp chương trình mưa nỉ. Vâng, và trước tiên xin được cảm ơn các vị khách mời đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay. Câu hỏi sò thảm ông bà Cam Quyền phó chủ tịch hội nông dân tỉnh Sơn La Chiêng Lung bò dệt mẹ dườn cà kiên các bài mẹ na nọ vía trùng nỉ nông dân Sơn La mi khủ sằng lá é nông dân Sơn La có những cái thế mạnh và những cái khó khăn nhất định nông dân Sơn La bò hai mẹ na Sơn La phân tài lò chừa nồi côn cáp cài hỏi từng hốc xếp hốc văn tại sao sắm hội tiền pưng khổ xà cha luông tổng hồ bó bòm pưng nặng pưng phồng lươn xưa nặng phồng sùng đắc kháng luông tổng hồ có răng tắm già cha cuồng phìa ép hồ cánh vẹt ban pưng khổ tắc ngon khỏng khoa kết thuật sớ về dây sườn lò tình áo quàng cánh phải hồi phòng pô chăn mi bón tìn chứt tráng xẻ phèo tốc ngân so tăng cỏ hết mà pê cỏ xà cha cuồng phìa khuôn chiên cánh cắp tại trường hang nàng tảng cốc nhang tắm neo tàn lò tình trang xà cha vừa sắc nàn vỉa sóng ngân cốc hở vỉa trên sườn hai ta khỏng tình có trang tắm bò sệt mẹ sườn bấu với cân cốc xóm sở về trên sườn té với khu xà cha tàn cỏ xuống phát họt vỉa mà phê trên sườn cánh chỗ khăn cà thu cỏ trang áo dài các tiến bộ khoa học kỹ thuật để cho phát triển sản xuất nông lâm nghiệp. Có thể nói là nông dân thì luôn dệt mẹ dần lưng cả kiên các hải xuân cánh việt nỉ tẹt ban hòn lại khù xương đét vồn bình hà do tăng trở lạt khổ nỉ chính lỏ dạ cha cuồng vía gión cạt cung của hội viên sư bày sò đẩy mơi lung la vản nói hội viên nông dân bản muôn xã Chiêng Sải huyện Quỳnh Nhai tô lịch nổi ma dàn khói bóng cạt cung khổng ngân chảo. Tôi lập gia đình từ năm 1990. Khỏi tánh hơn hà sào té pì pan hừng cầu khỏi cỏ xiếc. Tách ra để riêng. Hở o xét kiến riêng. Chùa khu bòm suốt tì xa cha, đến hay khứ bát lại. Ải êm, bàn hở có tòi thùi. Lùa tàu khứ chắc nòi. Phải ép hiên, cỏ bát tay, cổng trắng khọt to tờ. Tàu khọt lặng hẳn, chưa lưng nòng, nằm té khừng. Hứ khỏi, cỏ tặng tánh. Sòng lo sùng hai vài cướp hở bưng cổng trình tặng tánh khải co áo khát tì ha và chảo bóp bóp ngân cốc vừa và sầu nợ tài lèo nhăng chuốc bưng há phùn vừa và bấu diệt hôm vài phùn tay cỏ bưới sập mết đốt tồn hở làng hàn họt bị sòng phân phải xếp xí nòng nằm tê nhưng tẹt tiền khỏi cỏ trắng nhảy phá tiền phá công chưa tàn miết lại côn liền theo đẩy khôi tòng sân choi thờ cổ sản xuất chiều bà có tráng văn xì xìa khăn cốc ngoài bì có thủ ma té hỏi từng họt hỏi từng hạ xếp chiều mặn nước dâng
Nà Vìa là nơi dìa cắt cung, bắt chứa hiện ngay, các bài mẹ na, giữa bài xung khỏi, em đẩy phăng lung lương văn toàn, hội viên nông dân bản cho phăng xá trên phà huyện Thuận Châu, tô ma Vìa óc khói cắt khỏng hơn Châu. Gia đình tôi được lập gia đình từ năm 1998. Hỏi đánh hơn tà rào, tế bị bắt nâng cầu hỏi cầu xếp bếp, mi lũ trái cốc, trắng diệt hay tái khẩu, kiếm hạ vừa kìn, cánh hiền lụ, bò lại xã cha, chủ khủ chủ tức thiếu. Cánh lỏ chu ngân cặt cũng phòng bản, họt bị sóng phát xếp chết, hươn khỏi, đầy củ, tà mạ nhọc nho, hạ xếp chiều mặn. Khỏi sử, ngua, cắp sử khún, ra hạ cô cà phê, khỏi hiền tề thác tì, họt bị thứ xàm, hư khỏi, sử tướng mua, cánh hở tràng, liêng ấy hương, hiệp thù cò sồm bóc hừng, gión xỉa ra cha. Qua cái câu chuyện của hai vị khách mời thì có thể thấy rằng là chiêng lung khuyên, lo ngắm khổng lung, ma Việt nỉ sương sư, cánh mi sương, hở hủ, cuồng gian bẻ nả, hội nông dân tỉnh Sơn La, chi mi phương Việt diệt bồn giòn sằng, bày tròi hạ hội viên gión cắt cung. Ông bà Cẩm Khuyên, ông có chia sẻ gì ạ? Mỗi cái mỗi chỗ khuyên cắt, mi khủ xa cha xiềng, vài khảm khói tại cắt cung, khư mỗi chỗ khuyên, đẩy tàn trừ, ép hủ, đẩy khưng, hợt khuyên, cuồng phê chơi trường. Bấng xe F5, bưng chỗ khươn, nặng lô kem, thịt nòng, nặng bộ bàn. Uống hội đồng sân, mi bưng chỗ khươn, tràng sườn khăng, cỏ biết bánh, bưng kinh nghiệm, các phương hội viện ứn, ma tăng chính sách, hình là ảnh bưng quốc huệ. Nhưng phải khảm khói tại các cung, hư tại mi quyết trở, khắp khân khợt khươn, trắng khảm khói tại các cung. Chủ cấp hội đồng sân, cỏ tổm pua, chớp năm, há phong, cỏ khè bê ta, khánh thị, trang sườn hăng, tròi cằn mà bê chất sườn, cắp xón cắt cung, mặn hà, đẩy trung ương hội, nông dân Việt Nam phúc chuân, khảy bước lớp, tập tư, bó nghi, chiên cái, tăng khoa học kỹ thuật, khở bò chết mê sườn, mả bê chất sườn, cạt kiên, tánh tâm, bưng bón chết sườn, vẹn xanh, vẩy nông dân F5, khảy bước tập tư, vẩy chiên táo, nếu chưa, tòi luông, tín tư mức khắm, mà ta khoa học, kỹ thuật, hở bò xịt mê xương, nặng cơ sở. Từ xưa, lò cắp khân cạt, tròi tẩy củ cân cốc, tế cân quý, tròi bò khai bè ta, ngân củ khổng hần hang, chính sách quản hương, ngân hang tổng nghiệp, cánh mạ bè bản na, cạt kiên các phương sở nghiệp, nặng cuồng, cánh hò tình, chớp năm dịch vụ, trường thong, mà ta khuốn xà, cò trừa, tòi luông củ cón, hở bò khai bè ta. Chỉ là cái hỗ trợ ban đầu. Có thể nói là cái mô hình là bón bừng măng, hồi nông dân chu cấp, cỏ mi lại về dê choi nông dân kha khò, cánh đẩy bò dê mê dườn cuồng tỉnh, chôm hạp, xương nàng quam tô, cón, ma vỉa khảm khói cạt cung, khổng chuân trầu, cánh lung tô, họt liềng bà công, lung mi xương hải hủ, bừa xương sư, trắng mà bè liềng bà công. Tôi thấy là cái mô hình nuôi cá lồng đấy là một hướng đi đúng. Khỏi hình bón liềng bà công, chọp ngam, mi nòng hàm quảng, bấng tì phi, hình tài côn, liềng bà, lèo ép chết tôi, đẩy cổ cân cốc, khỏi có sự tổ chừa, sự công bà, cánh đẩy tập tư, mắt tắc kỹ thuật, liềng bà công, hư trường kìn, cửa liềng, cỏ áo hạ ngai, nàng tiệp phương, xương, bờ quẩy, bờ bắt cỏ, bản măn, hư, ho ó, lèo, cá, hú trả tràng, é hương hớ, liềng bà, khư bóc khóp mò kiệt lại đối các bò khai bè ta, xung khỏi có cát kiên, các hội trồng sần, vải tánh ó hợp tác xá, tròi cằn, luông, xuyệt, pin, lèo, khai bà, cỏ tại ngày thì xưa, khai khỏi tàng lò, phó sám tốc không hợp tác xá. Mua thức ăn cho cá này. Vâng, có thể nói là việc lựa chọn vỉa lựa luông dần chọc ngâm chi khải ó luông khói cắt cung lang đi sứ bảy sò mây luông thoàn tô sứ ma luông mả bè dưới dần khổng hơn chảo từ được vay vốn hỗ trợ của nhà nước khỏi đại củ hơn cốc khổng hơn mương tròi hạ xếp triệu mặn sừng hua ma tảnh cánh mi hai tà hưng hay cà phê mở khoe liềng xí tổ hua họt khay hư péo họt pét họt xíp tổ hiệp thù đẩy té pét xíp họt hỏi chiều hơn mọi pì trải qua những khó khăn vất vả thì khạc và cháu hinh khảm cải già cha khóc mò chuân trắng cứ đẩy lang đì cánh cải việt nỉ có hở hìn bưng phía dệt khá khò lang đì khảo hồi nông dân chu cấp cò tròi hồi viền lươn xưa lò bò mè nàng bản na đắc cày biến đẩy luông ngắm phía dưới dườn hàn hư củ ngân cốc sụ khoa học kỹ thuật nho sùng lang đì phía dưới dườn
chiêng lung bạc trăm quyền, cài tê tê, chấp năm, luông tròi bò diệt mẹ dườn, gión cạt cung, cánh đẩy phăng quam tô, khổng sòng hồi viền, tròm leo, lung ngắm sằng báu. Ông có suy nghĩ gì ạ? Qua nghe quam tô, khổng sòng chúa khớt nì, lò, hươn cạt, đẩy luông tròi sửa, khổng chúa cướp, chúa ngành, quảng năn, mi hồi tổng dân. Cò, hợt khửn, khảm khói chảy, ướt ra cạt cung, khỏi hình, nọ, bưng luông khơn trở, hợt khửn, khỏng qua diệt mê sườn, khơ tuông trời sửa, cò suốt tì cơn hà, trắng, mi xương, tròi tẩy, lại hồi viền, bò hẹp mẹ tha, khảm khói tẩy, ướt ra cạt cung, xương luông cuốn nghĩa quyết, đại hội, đảng bộ tỉnh Sơn La, từ thứ xếp hàng, cuốn ó. Các cấp các ngành. Nêu nằn và xoắn tò quam tô, po kìm po nùng, khói cạt la, lại po dệt mẹ dườn, nhăng cượt áo táo khẩn diệt hăng, té bón dệt dườn, nỏi kẹp, bại mẹ na, cỏ, cà kiên, sổ phủ đắc ngon, khỏng khoa kỹ thuật sát việt dệt dườn, bẻ nho sùng tứng cà con, nho sùng hiệp thù, lươn xưa lỏ, tròi hải phương hội viền ứn, bẻ bỏm khói cạt, xông khỏi đầy khủ, lung lo vằn thoàn, mi luông dệt nêu nằn, lung mi xương ổ tô tứng. Trong quá trình phát triển kinh tế quần mã tay diệt sườn hươn khỏi co choi sòng hươn nặng quần bản có khói bóng cạt cung làng chơi nhường mua mã pe hiền cơ tẩy khác đi khỏi co bánh bàn chừa hải phương chua ăn ướn bòm tảnh nghiêng mình mong muốn cho họ để phát triển kinh tế. Quan tô khổng lung lo vằn thoàn, lò phía dệt bồn giòn, khổng bón bài mẹ na, tròi cằn, bòm dườn hăng, đẩy hồi nông dân tru cấp chấp năm cuồng gian cải ma, cỏ tả lung bống biểu, nhằn đẩy lung bồng trời họt khổng lại hồi viền, hôm phân gión cạt cung, sò mây tô hở hao chảnh, khổng lung bạc cam quyền, phó chủ tịch hồi nông dân tỉnh. Qua cuồng hạ bị cải ma, việt nếu chưa cán bộ hồi viền nông dân, choi mưa công long phía ngân cấu chừa phan mi cà sám xếp tỉ mần choi hở cài hà pan sòng hỏi khóc xếp hươn cạt phẩy mà pê về chơi trường khợt khửn khảm khói xỉa ướt cha cạt cung họt mết vườn cầu pì sống mắt phải sao cài há phong bò hay mẹ ta khánh thì xếp trường tên ca tỉnh có mi sao pét pan sám hỏi khóc xếp cầu chỗ hươn quảng hẳn cướp trung ương lò hỏi nâng pét xếp pét hươn cướp tỉnh pan nâng sòng hỏi sáng giúp sòng hươn cướp huyền hạ quan bắt hỏi xin hiệp hương cướp xá cài sau ít ban cho hương chủ cho hương diệt trường ca khai sỏi cỏ ta phê xịt cắp bón thở cài xếp sóng ban côn tròi ngân cốc cỏ chừa tổ chừa cánh kinh hiểm diệt trường hở hương cạt hàng pì cây mít cài ban cho hương khảm khói tẩy cạt cung cài phê xịt khóng hồi cỏ tròi hở bò xịt mê sườn đẩy củ cơn cốc mả pê diệt trường đẩy cài sòng quan sòng hỏi tỉ mần nếu chưa có hôm tảng tánh hươn ốn nghìa hồi tổng dân đẩy hồi tổng dân bốc chuôn tế pì sòng quan phải xếp hạ họt pì sòng quan phải xếp cầu đẩy cài khốc tỉ xí hỏi trợ mần tảng tánh cánh hôm sòng hở sòng hỏi xếp xí chỗ hươn bò hẹp pét na cạt tế nằn hôm phơn bòm cấp tênh cá tình xón cạt công té sám xếp xí phải xí phân hỏi pì sòng phân xếp hà lông nhăng sao ết phải hốc phân hỏi pì sòng phân xếp cầu thực hiện nhiệm vụ ủy thác của ngân hàng này. Vâng, với những cách làm thiết thực của hội nông dân các cấp tó nuông dề chọc ngam khổng hồi nông dân chu cấp cấp lăn chờ khảm cải già cha khượt khẩn khổng bài mẹ na hôm phân gión số hơn cạt khổng tỉnh sở là cuồng gian cải ma chiêng lung la vằn nói chu gân ó khói cạt cung leo tà sư cò chi hượt khẩn chu gân chi dườn sằng cuồng gian bài nả sẽ không dừng lại ở đó rồi. Gia đình ông có cái kế hoạch gì trong thời gian tới không ạ? Trong thời gian tới thì nói chung là chúng tôi vẫn tiếp tục hơn khỏi chẳng xanh chi xếp tàm liền bà công vừa pha hưởng tánh theo hư bó vang tẩy chạm pha bỏ xà cha mà tăng hơn cốc xông khỏi mỏng cong đẩy tròi cơn cốc vẩy sảng bánh công bà khay cỏ cáo ló xiệt tài theo báu nhăng hẳn bào thứ sáu mỡ lò chú cướp chú ngành buồn khuông tròi khai trường sườn ó tẩy và mi bón khai ó tẩy tiền xông khỏi cỏ ép mà pê công bà khay liền tẩy xí tấn mi xương liền khửn họt chết tấn khay việc khải ó cỏ trắng khải nặng pưng trở phiền côn cà hư bát tài việc khải bà nhăng bỏ thải xả cha.
Vâng, có thể nói là cái câu chuyện mà tìm quan tô xả bón khải trường dần ó cực tiền khu ngắm lò không bài mẹ na neo năn các ngân lung lương hoàn toàn chi dần sằng cuồng gian bé nả trong thời gian tới. Vâng, gia đình tôi bây giờ chu hân khỏi đẩy choi ngân cốc cánh thảm khói để cắt cung khỏi mỏng cong chi tẩy mi tím ngân cốc tám hạ nhọc nho vài sức tám khải quảng mà pe tẩy thiêng cỏ xương mà pe tím tà tin phú cà thế vầy phía xét xương cánh hiệp thủ không chút hơn nhường mử nhường mà pe cánh tẩy lại xưa chân nuôi vò và lầu tư. Vâng, ông Lương Văn Thoan và ông là Văn Nói. Lung Lương Văn Thoan lo Văn Nói, cỏ ổ tô ma tĩnh tà khổng ngân chào phá môn khổng mú lung chào đẩy chấp năm. Lung bạc căn quyền nả vía gión cả cung lập bóng vía hưởng hy. Cài tè tè, bất chữ nổi khân khói cả cung leo tàu cả cung mớ. Tòi lung vừa sân sư cánh cải tè tè, cỏ đằng tạt óc phủ sẵn. Không ít như hội viên nông dân đã thoát nghèo, nhưng mà không lâu sau đó thì lại... Trong thời gian qua, cái việc xóa đói giảm nghèo là một cái việc nan giải. Làn tay xìa cắt cung, mặt hà, lò bóng phịa, giả cha, bừa tài phù, tế cử trí, chính sách, khoa học kỹ thuật, cấp hội, nông dân, chi xếp tàm, sòn hôm, chỉ bó, chiến cái, tác khoa kỹ thuật, hở bó hay bé ta, cài phịa, tánh tâm, quân triệt trường, vầy ép năm, xìa tòi. Sớp tạm tập tư hở qua trên mây sườn, cượt bền côn cái chiên kinh nghiệm, cánh khoa học kỹ thuật hở po hai peta tăng cơ sở, tòi luông chỉ po thế bay, tổng po khá phong po hai peta tăng sườn hàng, tròi cằn mà pe xiết sườn, làn tay xìa cắt cung tòi phong hoàn hà, nặng trụ cơ sở hồi, xiết tì tả phía, tròi po hai peta cổ cân cốc mà pe xiết sườn, cài ngân quý tròi po hai peta ngân cốc ngân hang chính sách ngân hang nông nghiệp cánh mà pe bản ta vậy po khai pe ta mi cân cốc xóm sở mà pe diệt trường cả khai doanh giỏi như chúng tôi đã thực hiện nhân ra đấy. Phá môn đó luôn trong học khá khó khổng hồi nông dân trù cấp vài mẹ na cỏ chim mi khủ ngày đi xưa vẻ hượt khẩn hàm khói cạt cung mặt nà. Và tới đây, phòng cấp chủ cấp chủ ngành địa phương, chủ cấp của nông dân tỉnh Sơn La, chi sức tàm, lỏ xìm khua cái riêng, phòng cấp bài mẹ na gión cạt cung mặt nà, hôm phân chấp năm luông bùn, gión cạt cung khổng tỉnh, cuồng gian bài nà.